Hôm nay anh em mình sẽ làm một món gọi là... Hello! Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với... Tamao TV! Mọi người thấy hộp con phở chưa? À, nhưng mà anh mang hộp, là... mang hộp con phở làm gì? Hôm nay anh em mình lại được tặng quà mọi người. Đây, có... Con phở anh chẳng đến nhà mà giặt đi. Anh Long ở Tề Lỗ gửi Tamao. Hôm nay anh ấy mang đến tận nhà cho anh em mình. Tí nữa mình sẽ mở gói quà này cho mọi người biết nó là cái gì bên trong. Bây giờ mình anh phải... chẳng để ở nhà mà giặt. Giặt cái gì? Đây là... À hay là tí nữa anh em mình tắm trong giặt luôn đấy. Yeah, đây là gói thôi, ở trong cái khác. Trong khác á? Phải... Có đồ ăn không? Có, thì ta mới đào lỗ để chế biến. Khoái nhỉ? Hôm nay sẽ làm một món gọi là rất là hay ho đấy. Khoái nhỉ? Phải tính toán thật là cẩn thận á. Làm món gì? Xem nào. Đấy, hợp lý. Bây giờ mấy cái món đau hầm của anh là không khả thi rồi. Mày điên à? Chẳng thế. Không khả thi. Em thấy món đau hầm này, đắp đất này, các thể loại liên quan đến đất là không khả thi rồi. Hay là ta mệnh thổ nó không hợp đất nhỉ? Phải em tự làm. Mày làm cái gì? Thì làm không? Hả? Mày làm người còn chưa xong nữa là còn đòi làm món ăn. Wow. Rồi. Wow. Đây còn cái gì? Wow. Đi Sài Gòn đi làm idol rồi lên. Anh muốn đi đây. Lên run nhóc nhóc kia muốn rồi thích làm idol thích tinh hài anh rồi. Nhá anh gạ em đi ấy, em không đi ấy. Mày gạ tao đi ấy. Có tỷ rồi anh gạ rồi. Tàng ngẳng hello lại đi nhỉ. Đó. Chán lắm. Ui sâu đấy, căn đất đấy. Đất nó mới cứ đất không cao. Cái này chủ yếu là để giữ nhiệt mà. Giữ nhiệt á? Ừ. Nhưng mà làm món gì vậy? Tính nữa thì biết hỏi lắm đấy nhỉ. Làm món cục xì dầu. Chưa. Đem cắt cho. Đấy, từ từ đấy, đây đây. Đấy, có một người em làm món mao đệ bọc đấy ạ. Mao đệ nướng cả con. Không chưa. Còn em phải om đấy. Không chưa. Đấy, mày chuẩn bị đốt lửa đi. Tao sẽ... Em có củi đâu mà đốt. Anh em đi kiếm củi nhóm nhá. Anh nhá. Không cần đây. Bây giờ anh em mình phải đấy đã tí nữa cái nơi đấy sau. Phải bóc quà đã cho mọi người biết nó là cái gì đã. Đó. Đấy. Cho em khui, cho em khui. Đây, khui hàng đi. Đây. Uống ba lá xì của khui hàng đi. Không cần biết nó là cái gì, miễn là đồ ăn là hôm nay anh em mình sẽ nhét nó xuống đây. Cắt đi rồi. Ôi. Chị cho em mới khui. Này, cái quan trọng nhất thì không cắt. Đây này, xẻo một phát ở đây này. Ui. Thì ạ. Quan trọng là ở cái này này. Tên, tên. Cái gì đây? Ôi. Hải sản. Em thấy màu xanh này hình như là... Hải sản. Ai? Bộ kho trứng. Ủa thế mà lúc nãy anh ném vào tôi. Không biết cái gì lúc nãy cầm lên ném bụt. Trứng ấy. Ui, trứng mà ma đại ca cầm ném vào tôi. Này, móp hết rồi. À đây, còn quà nữa này. À đây, quần của quần. Mày. Chắc quần cho mày. Ôi, đây là trứng. Lại trứng tiếp, ủi lắm trứng như này. Chuẩn luôn. Không, nhưng mà nó màu khác rồi. À, màu khác gì? Đẹp. Không. Đây, đẹp. Xấu. Xấu đấy. Ôi, ôi, vơi cả trứng này. Ui, thế mà lúc nãy... Quái nhờ. Ui, quả này, anh làm vỡ bể, chảy máu hết rồi. Ui. Vỡ hết. Tại lúc nãy cầm ném, búp ha. Không biết là trong có trứng. Ê, đây, anh đấy là cần thiết kế cho anh áo này. Quần cho mày đấy. Quần cho vợ anh. Quần vợ mày, anh chẳng quần mày ấy. Quần vợ anh ấy, chưa tặng vợ anh. Thế bây giờ, ở chết rồi. Thế thì đào hố nên đi nấu được gì nhỉ? Lấy nồi luộc.
từ chọn ra mấy những quả không bị vỡ đã. Những quả bị vỡ đi làm gì? Nhắm về nấu canh à? Nó về nấu canh trong ngót nhỉ. Sẽ là yên để tính thế nào. Được. Cho vào đây nướng đại lên. Được được. Mày đốt lửa đi, tí nữa thả thang vào đây. Xong rồi anh em mình sẽ nướng trứng, hôm nay sẽ chơi bài nướng trứng. Nướng trứng á? Ừ. Nhặt nhặt những quả lành vào đây. Đấy. Xong tí ơi, em đi kiếm tí đồ nóng lửa. Ui nhiều thế nhỉ. Chỗ này phải đến tầm 200 cua. Ai biết được. Nhiều này ai biết được. Anh nhắm vào húp cái bên cái túi kia vỡ nhiều rồi. Túi kia ở dưới rồi. Vỡ nhiều. Thì sao biết đâu. Quả này nẻ hơi lũn không có gì nhỉ. Ừ. Cho vào đây nướng hết. Sao không rửa. Rửa làm mà gì. Mà chẳng phải rửa nó cả vỏ nhỉ. Tí nữa đường là sẽ đập vỏ. Đấy nhặt ra. Ui trời, ui bơi lời ấy. Ui những quả dập, à quả vỡ quá thì để lại vỡ nhé. Nhiều quá. À về luộc nấu rau răm ăn. Thì nó đi hái rau răm. Hái rau răm. Ui rau, ui quả này loại tài khoản. Rau răm, rau một gai cưa. Rau thơm các thứ loại. Quên mất lúc nãy không nghĩ nó là trứng nên cầm ném. Bum. Mà này cá ném ném. Chắc là tưởng là hộp ô mồ à? Em tưởng hộp ô mồ chứ. Không biết là đồ ăn rồi. Nhưng chẳng biết cái gì à? Ai mà biết được trứng vịt thì phải ghi này. Trứng vịt. Thôi được rồi. Mà đây, ơi có con này. Xem nào. Có con này mà này cá ấy. Ấy đừng, thế thôi, thế thôi. Những cái quả dập dập này để lại. Để về sửa chữa, đi xem nào. Vâng, con sửa chữa. Ôi vẫn phải bỏ bớt ra nhiều quá. Bỏ đi cho nó phẳng. Phẳng lý. Lý phẳng. Bỏ đi ra này hay lý phẳng lắm. Để vào đây. Nhìn được. Xong đốt ở bên dưới nướng à? Ờ đốt hôm nay luộc trứng không cần lửa. Nha. Khá nhỉ. Khá quá nhỉ. Cái gì chả xay được hết. Quan trọng là đấy xong anh em mình đi câu đây. Ừ, từ từ đã nhá. Bé cần đốt lửa đi. Bây giờ sẽ thả than xuống đây. Xong rồi đặt cái này lên. Rồi, ok. Úp vào đây. Đấy. Cho nó chín, không biết cháy. Ai làm như kiểu các bếp đấy á. Nhưng mà sợ cháy không nhỉ? Không. Được, 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 được. Đốt than đi, đốt than đi. Để em đi kiếm đồ. Đây, đây. Than đây. Nhưng mà kiếm đây. Đồ gióm. Gióm cồn đây. Đây. Đấy. Đổ luôn, anh đổ vào đi. Ừ, từ từ. Không. Phải đốt ở trên xong rồi ném xuống nó mới cháy được. Từ từ. Gì nhỉ? Đấy bạn, tiếp. Đây. Ôi, ôi bóng kín à. À. Để em thả cồn xuống nhé. Từ từ. Cho than xuống đã. Thả luôn. Muốn là định tí nữa nướng lò hơi mà nướng trứng là không biết là nó sẽ thế nào. Úi xôi. Lúc nãy còn cầm trứng ném cả bụp. Vâng. Đúng rồi. Đó, cho thả xuống rồi chấm. Chấm luôn cả đúng không? Ngu chưa? Vậy là em dạy kìa đấy. Rồi, sao cùng nữa không? Không, không thôi. Sao cùng kìa? Cùng thôi. Đấy luôn, thả vào trong rồi đấy luôn. Hả? Đấy gì? Dạ vậy ông đặt cái kia vào luôn, không mất lửa. Mất lửa rồi đấy. Đừng ơi cháy. Thế anh lấy cái kia quạt không. Đi. Nó có lửa là nó sẽ cháy, tí nữa nó chỉ than thôi, sẽ đặt cái này lên. Đó đây. Nóng đấy. Đặt nó nóng đấy. Đặt như nào? Thì có than cái đặt vào đấy, xong rồi úp cái này lại đấy. Nó hấp hơi lên. Thế chỉ... anh dùng cái quạt kia quạt đi. Liệu có ổn không? À cho cháy hết rồi. Thế mày đi hái ít rau răm đi. Thôi, người rau răm rồi. Sao? Món này em chẳng thấy khả chi thế nào. Mình thử, tại vì mới đầu đào lò này cứ tưởng ở trong này có hải sản. Thế có hái không? Mười nghìn. Này, mày đừng có nhắc đến tiền nhá. Đi mà vào Sài Gòn mà lấy tiền. Anh lấy là giấc mộng của anh. Giấc mộng quá. Vẩn, thôi đi, để đây cho nó cháy đã. Anh em mình chẳng tiền, em đi câu. Hái ít rau răm đã. Đây đã nhá. Đấy, bây giờ sẽ em...
nó có than với cả lửa đặt xuống, nhưng mà phải thật ít lửa, không sợ nó nóng đít nên nó cháy. Nhưng mà cứ thử mới biết. Mọi người thấy mình thiết kế quả lò à không? Chỗ này là chỗ thông hơi này, bên kia là kín hết này. Đấy. Vào kho. Nhưng mà khả năng là phải kín như thế này, khả năng là phải úp kín không? À thôi để thông hơi. Thế này là kín rồi này. Bây giờ là đi câu cá. Ôi chín rồi này. Nghe khét khét đấy mọi người ạ. Khả năng khét thì em nghe mùi quá khó ấy. Khét đấy. Nhiều mùi như kiểu canxi đốt ấy. Giống kiểu trứng rắn cháy ấy. Ui. Ui. Chín, chín rồi. Kiểu khẳng định chín luôn. Chín nhưng mà ôi sao em ngửi thấy mùi trứng rắn cháy nhá. Tao cũng ngửi thấy mùi cháy, thì xem bên dưới ấy. Mùi bỏng hết. Thế anh có thành nước ra mà. Xem là cháy thật không? Ôi, cháy này, xiên điện này. Ui. Trứng rắn cháy mọi người ạ. À. Đây, cháy phải... trứng này, cháy trứng này. Không cháy lắm đâu. Được đấy, hợp lý đấy. Mang ra. Bỏ lắm rồi đấy. À, bây giờ là... Anh lấy cái gì đụng nhỉ? Lấy rau ra ngay. Từ từ, chén luôn đây nhỉ? Không, mang ra bên nhỉ. Mang ra bên kia. Nó nóng. Nóng chết đi được. Ui, sổ ơi, nóng ấy. Ui, nó hấp hơi lên ấy. Mọi người thấy cái hơi nóng nó bốc lên nhỉ? Nó hơi lên kinh rồi. Gì? Giấy bạc, chuyển màu hết. Sổ, mang sang đây anh. Những quả dưới thì bị cháy nhưng mà không biết những quả trên nó chín chưa. Cứ cho sang đây chén á. Chén. Không biết là cái chậu nó có cháy không nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không cháy vì... Ui, anh quả nào cháy anh mang tất đây em ăn. Vì cái hơi nóng nó chỉ là cái hơi hơi nóng đấy mọi người ạ. Nó chỉ hơi xém cái chậu. Rồi, và những quả trứng xém. Xém à? Chỗ đây, đưa em quả xém đây. Đưa em quả xém để vào đây. Chén. Mấy quả xem xém mới ăn mới thơm. Ừ, xém á. Ừ. Rồi, úp sụp. Bỏng. Anh phải dúng nước nhỉ? Anh nhỉ? Phải dúng. Dúng nước cho nó nguội. Bây giờ nhá, sẽ thế này. Từ từ. Ngồi tử tế đã. À, bây giờ sẽ là một cuộc thi ăn trứng vịt lộn. Chấp bảy. Chấp bảy là bao quả? Chấp mày bảy. Bảy quả. Tức là tao ăn 10 quả thì mày ăn 7 quả là mày thắng. Không, anh phải chấp 2 em. Mày điên rồi. Thế chấp 3. Chấp 5. Không. Điên rồi, chấp 5. Ok. Bắt tay gái. Cá gì? Cá rô phi. Không. Cá gì? Trong người có bao tiền? Không có tiền. Thế cá gì? Cá... Không, không có gì. Bây giờ cá này nhá, thằng nào thắng thì... À, từ, để tao nghĩ đã. Này, mày thua, em mày... thua em được rổ, bị rổ tóc. Anh không, mà thua em, anh mày, bị rổ râu. Mày thua thì mày phải để tao cắt tóc mày. Điên à. Tao thua thì mày cắt tóc tao. Đến ngày đi cắt rồi mọi người ạ. Cạo á? Ờ, cạo hoặc là làm... Không, mày dài dài một tí mới cạo được chứ. Đây này, thế này chả dài rồi. Ngắn. Nào, chơi không? Chơi. Bắt tay cả nữa. Ok, bắt hai tay. Không, chấp 4 đi. Không, chấp 5. Ừ, chấp 5. Ừ. Ok. Tao nghe giàn giàn. Được. Má để ăn 5 quả thì má để cao phải ăn 10 quả phải thắng mọi người. Đấy gọi là chấp 5 mọi người. Nhưng mà được, sẽ chấp 10 năm. Chơi. Nhưng mà khả năng khéo món này nó lại món tủ của thằng má đệ thì chết. Nào. Gõ đi em 1 quả. À, ok. Ui. Ui. Chín chưa? Bóng mà cho nên. Wow, chín. Chín hết. Chín nè, tăng. Chín hết. Ăn là phải kiểu bốc bay này. Có tính thời gian mà sợ ăn phải từ từ. Xiên lá mà không, xiên lá mà không. Không tính thời gian. Tao ăn chục quả trước tao nghỉ. Xong rồi cho quái này vào mọi người ạ. Cho ít muối vào. Ăn là phải bốc bay. Cho một miếng lát ớt vào. Không, bây giờ phải chơi thời gian 10 phút đấy nhỉ? Không. Ờ, thế không được đến chiều là được đúng không? Này, ăn một lúc là ngán được, không làm gì đến chiều. Nào, với tất cả mọi người nha. Tất cả mọi người nhá. Đó, cuộc thi ăn trứng vịt lộn cùng Mao Dê Dê. Ngon. Được. Nó ướp vào ăn rất ngán. Ngon.
Cứ tưởng sợ nó không chín mà hóa ra chín hết rồi. Đấy hơi nóng kinh điển. Thôi không ăn. Được quét bỏ cái cục đúng á. Cục sật sật. Ừ. Đây. Sợ. Này anh bỏ trước không bỏ ra nữa. Cục đấy không, không phải đam mê. Không phải ăn nóng được chưa. Ừ. Không quá. Nghe ăn chết. Ngon quá. Khả năng cao là khoảng quá. Ui. Ăn cơm mà ăn không ngán luôn vậy. Ngon lắm. Coi mà mới làm. Kỷ lục của mình ăn được có 7 quả thôi. Kỷ lục em ăn 3 quả. À, thế là mình thắng. Cục cứng. Ông quá. Ngon quá các ông ạ. Đã. Ngon chưa? Cái cà rồi. Ồ, em ngon như kia không? Quả này là quả ba, thứ quả 3. Quả 3. Bỏ cục xuống đây nhá. Chết rồi. Quả này. Ui, nên cho nó rỗng rượt xuống. Ngon. Mỗi chỗ chắc không ăn được nhiều đâu. Kinh. Ngày kỷ lục 3 quả mà ông đớp 3 quả. Nhưng mà 3 quả là rừng. 3 quả là rừng à? Chết rồi. Tức là Mao Đệ mà ăn 3 quả thì mình phải ăn 6 quả mọi người ạ. Đấy gọi là chấp 5. Quả quá. Và có nước uống chứ? Không. Nước không chứ? Không là nước. Nước nó nhanh no. Chứ bẩn đấy. Đấy mày có thể uống nước. À, ngấy. Em chấp anh uống nước đấy. Ừ? Cho nó no hơn. Ăn nguyên một quả đi anh ơi. Nhém bở. Quý người. Nhém bở trứng. Đấy mày cho vào bẩn cái nước này, bỏ nước này đi nhá. Cũng được. Bẩn. Đây là bước quả thứ 3 ấy. Điên à, quả thứ 3 rồi. Ai bảo em bỏ? Hả? Ai bảo em bỏ? Nhưng mà tao đến bây giờ thằng Nhật lên ăn này, lại được không? No giải thích. Không giải thích. Ai bảo em bước quả không? Cục trắng đấy nhá. Này, anh không được bỏ nước không nhá. Nước đâu? Nước bếp. Quả thứ 3 à? Ừ. Ăn quả. Này, ăn cấm được nôn, cấm được chớ nha. Ừ, cấm được chớ. Chưa lúc là ăn cơm. Chớ là thua. Bỏ cục trứng á. Mình không phải sửa trường cái món này mà. Em không sửa trường. Món này em phải ăn mình ra ngoài cứu. Không ngờ. Ăn hết rồi. Ngấy. Ngấy thật. Ngấy. Ăn rất là béo. Ngấy à. Tao vẩy cái đũa đây. Còn nguyên thế này. Tao vẩy. Nếu mà thấy thì anh ăn nguyên một quả. Tao thấy tao thua luôn. Tao điêu mẻ. Đùa vẩy cái đũa. Nguyên giản giản. Tao vẩy cái đũa này. Càng như tôi vẩy đũa ăn một cái này đi. Mày điên à? Em không biết. Này. Đánh đưa ra. Được. Đã thế á. Anh mới sang quả thứ 4 đấy.
4 này, tao đập 4 quả nữa cho Huề luôn rồi. Ok. Có được nhận sự trợ giúp của người thân không? Không. Tao như hớn bò đang ăn hộ. Không. Đâu em xem anh đập 4. Quả này quả thứ 5 này. Đây là quả thứ 6. Này, anh vứt bằng quả đi nhá. Không, đấy là vẫn chính là kia. Không, anh gửi nhá. Quả này quả thứ 6. 5, không. 5, 6. Này, không chết bẩn nhé. Đừng có chết bẩn. Được, tao chấp thêm một quả nữa. Chấp nè. Giãn à. Bỏ cứng nhá. 4, 5. Bao nhiêu? 4, 5 à? 4, 5 rồi. À, bao nhiêu quả nữa là hòa mày? 8. Vậy? Lên 8. Mày em ăn... đây là đang quả thứ 4. Đây là... 5, 6. 6. Rồi, cố lên. Chập, cố lên. Chập chập hơi sâu. Cái này cho nó béo quá đại ca. Chập này hơi sâu. 7. Ai da. 7. Tiếp quả đi, quả thứ 8 đi. Nào, rồi. Chết trai quá. Trời ơi, ăn nữa. Ăn quả 4 nữa. Chết rồi, chấp này hơi sâu rồi. Thế thì các bạn nhìn ăn này một hai quả thì ngon. Đến quả thứ 3 là bắt đầu ngấy ngấy. Ngán luôn. Bớt bớt nói đấy. Ngon không quả? Cục trắng trắng. Mày cái gì đấy? Cái quả quả thứ 5 nhá. Ơi, tao bỏ trắng, trắng luôn. Tao ăn hết quả rồi. Nó. Thế là tao phải 10 quả. Ăn thế à? Để anh gõ luôn hai quả nữa không? Từ từ, ăn hết cái này rồi đỡ sợ đó. Dám chấp năm mà. Tao bị nguội quá vả ấy. Em nguội em chờ anh ăn hết cái đống đây em. Em ăn quả này là thắng. Nó còn nhiều. Anh có đấy quả này đi đâu nghe mà em. Cục trắng trắng. Đây còn nguyên đây này. Đâu xem con cục nào không em gảy cho anh. Hết rồi. À, hết còn rồi một cục nữa. Đây. Rồi. Sao cục còn bé đấy nhỉ. Ăn đi. Đợi ít nước đây. Rồi. Uống thoải mái. Tao đợi tao tách tách cho nó nguội. Tao vả phát hết cái bát này. Người gớm quá nhỉ. Mà lại cá oai gì. Dám chấp năm à. Ăn chỉ cần hơn một quả là thắng rồi. Và đi, hay là chan nước vào hút. Cần ăn thế. Rồi à, để lại một ít nước nhé. Ngồi rồi đây. Đấy. Ăn đi. Có được trộn trộn nát ra để vả cho nó nhé. À không. Hả? Không được. Thế, biến là dây tắt đây là không, có. Vả đi. Ừ. Ý. Vả đi. Ăn lên, cố lên, mà đại ca, cố lên. Được. Anh hái cái rau răng cưa rồi hái. Chiều nguội thôi. Nào, rau này ăn. Hái rau vào đây, có rau vào đây. Đây, em phục vụ, chân phục vụ quá. Gọi là dũng dịch vụ. Thế ai chở, có ai chở chưa? Chở gì? Chở mày á. Chở làm gì? Dịch vụ mà. Dịch vụ. Mày vừa bảo dũng dịch vụ mà. Dịch vụ cấu rau. Đấy này. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi. Ăn đi. Dê, dê, dê. Đừng có nhẹ ra nhé. Không được nhẹ đâu ấy. Ừ. Ăn răng bát đấy no thôi chứ. Ui. Khỏe nè. Chiều trong đi cắt tóc. À, tí nữa cắt tóc luôn. Tí nữa. Không phải chiều. Ừ, cưa. Hả? Ui, cọng. Ôi, nè. Em thấy anh ăn thì ngon đấy. Chớ ra là thua đấy. Chớ là thua luôn đấy. Thua không? Thua. Ừ, tao thua. Ăn hết mấy bát này mới hòa. Em ăn hết bát này là thắng. Ồ, 8 quả hết đạt. Chỗ này á, tầm được 6 quả thôi. Trong mồm anh ấy, chỉ được 6 quả thôi. 6 quả 5 thôi. 6 quả rưỡi. 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 Ăn đi. Chủ, em ngả lắm rồi đấy. Hả?
Ăn đi. Tám không, không được. Bây giờ phải tính toán mọi người ạ. Tính toán. Phải tính toán thế này. Không. Bây giờ mình ăn hết chỗ này là 8 quả. Ừ. Nó ăn hết chỗ kia là mình phải ăn thêm 2 quả nữa mới bằng. Đúng rồi. Mà chỗ này chưa chắc mình đã ăn hết, mình cố ăn hết thì xong nó ăn thêm 1 quả nữa là mình lại thua. Này, mình cố ăn thêm 2 quả nữa, xong nó ăn cố thêm 1 quả xin nữa. Xin bê non đi, em cạo nửa đầu rồi. Không cạo hết đầu. Ờ được. Bê, nhưng mà bây giờ ta phải được chọn chỗ cạo. Một nửa, miễn là một vành này. Thế thì tao thành cái gì? Không biết. Thua phải chịu chứ. Này, thua luôn. Ờ thì tao đấy, tao xin bê rồi còn gì. Cạo nửa. Mai anh ăn thêm một quả nữa. Điệt ngay mà, mày mình thần cơ dự toán. Tính toán hợp lý thì mới thoát khỏi cơ sự. Nào bây giờ ăn rồi đó, chưa đâu phải ăn cơm rồi. Không ngấy không tí nữa mà chứ. Ăn nó đi quý. Hả? Bây giờ thế anh chỉ ăn bằng này em thôi. Không, tao thua rồi. Mày ăn 5 quả. Ừ. Thua. Nếu mà không chấp thì lần sau không chấp nữa. Không chấp thì không thường lường nhìn cái bụng nó là biết rồi. Không. Chưa chăng. Hả? Nhưng mà ngấy. Được. Bây giờ nhá, cạo đầu là tao được chọn chỗ cạo. Không, em cạo nửa đâu. Ờ thì cạo nửa, thua xin bê là cạo nửa đúng không? Ừ. Ừ được. Tao chọn chỗ. Ok. Ừ. Ăn nó đi. À, không, không ăn nữa, ngán lắm rồi. Cái quả trứng vịt lộn này chỉ ăn được khoảng tầm 7 quả. Thôi. À, clip này anh em mình xin phép kết thúc đây. À, chưa kết thúc được. Tạm thời kết thúc. Mới nhớ cho một like một share đã. Bây giờ về thua là phải chấp nhận chịu phạt. Giờ về về mấy nhỉ? 30 sai hoàn ngàn. Mấy nhỉ? Mấy không? À. Nào, đi. Đi. Sợ gì? Ôm trứng này về. À bây giờ thế này. Tao cho mày tất số trứng này thì thôi. Hả? Đấy. Em ăn 5 quả đấy hết chứ. Cầm về cho mẹ. Không. Bọn nó ăn. Hả? Thì đấy. Mày ra kia mày bán phá giá 1.000 một quả cũng làm độ gần lít rồi. Không. Đấy. Thì em thích cạo đầu anh ấy. Tiền á, em đợi. Đầy tiền nhé. Thôi. Không thương em được. Có một con lợn nữa. Được, được. Sợ gì? Tao phải sợ hả? Đi. Đi thôi. Đưa về. Ừ. Anh thua anh làm tất đi. Đấy, thật đấy. Lúc nãy em nấu rồi nhé. Thế mày cầm cái này cho tao. Không, em chẳng cầm gì đâu. Mấy thế. Ui. Ui, mấy lời mắt. Dọn đi, dọn bỏ cái này đi. Bỏ trứng với lại cầm cái chai về. Bà ơi, thôi con xin phép nhá, con về ạ. Anh em có việc đấy nhá. Dạ vâng. Làm nhấp cái nữa. Bế về luôn. Bắt cóc của nó luôn. Để cho ngồi lên này mày xúc thì nhìn thì người ta thích xem lắm. Bé mà cái này mà này mày xúc thì được. Ôi, ở đâu làm có thằng nhỏ nhỏ. Con cái bé mà nó lại mày xúc siêu. Bé mà nó lại mày xúc siêu lắm. Vâng, 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 vâ